Xin hỏi, đến phường dịch giải ngoài ô phía Tây thì đi đường nào? Ta không rõ. Cảm ơn, đổi cho ta cái khác đi. Được được. Nào nào, ngài xem cái này được không? Đây, cầm lấy. Đến phường dịch giải ngoài ô phía Tây đi đường nào? Đi thẳng, đến cuối đường. Đi về phía Tây, rồi rẽ thêm vài khúc quanh nữa. Đến đó, Quỳnh hỏi thăm là biết ngay. Cô đi đường phải cẩn thận đó. Mì Văn Thắng đây. Thưởng thức mì Văn Thắng đi. Lạc Yên đang ở đâu? Lạc Yên nào chứ? Ta không quen cô ta. Ta không có thời gian dọc do với ngươi. Nhìn kỹ đi. Đây là lệnh bài của quan phủ. Lạc Yên là nữ nhi của đương kim thánh thượng. Cái này, nếu chỉ đang công chúa Lạc Yên ở chỗ của ngươi mà gặp phải chuyện gì, ngươi có gánh nổi trách nhiệm hay không? Lạc Yên thực sự là công chúa hay sao? Ngươi thực sự đã gặp Lạc Yên? Cô ấy đang ở đâu? Ngươi không phải là kẻ lừa đảo đấy chứ? Ta nói cho ngươi biết, trước đây quan phủ đến lục soát từng nhà để tìm công chúa, nhưng mà không tìm thấy. Rõ ràng là ngươi đã giấu công chúa mà. Nếu không, bây giờ ta sẽ gọi binh phủ Dân Châu đến đây. Tiểu Lang Quân, ngươi nên đến sớm hơn. Hôm qua Lạc Yên đã đi rồi. Đi rồi hay sao? Vậy ngươi có biết cô ấy đi đâu không? Không phải gần đây triều đình cho bách tính ở biên cương được di dời vào trong thành hay sao? Cô ấy đi theo đội ngũ đó cùng đi đến Lạc Dương rồi. Nếu bây giờ ngài đuổi theo, chưa biết chừng có thể gặp được. Đa tạ. Thế này, trời ơi, Lạc Yên là công chúa. Lạc Yên thực sự là công chúa. Thật sự là công chúa. Làm sao bây giờ? Chúng ta đã xong đời rồi. Sao như vậy chứ? Chúng ta phải làm sao đây? Chết rồi chết rồi. Ta còn từng mắng cô ấy nữa. Ta còn đánh vào lòng bàn tay của cô ấy. Ta còn đánh mấy lần đó. Sài nương tử, ngày nào chúng ta cũng bắt công chúa làm việc nặng, thức đêm thiêu thùa. Có phải là chúng ta sắp phải chịu đại nạn rơi xuống đầu rồi hay không? Phải đó. Ta mày biết cô ấy là công chúa, ta đã cho cô ấy thêm mấy cái bánh vừng rồi. Nào, mau ăn đi. Chúng ta qua bên kia xem, được không? Ông chủ à, đàn lòng của ông đẹp đó. Ông chủ à, ta muốn hỏi một chút. Người bán giải len lông cừu quanh đây có những ai? Không nhiều đâu. Cậu đi tiếp về phía trước là có thể thấy một vài cửa hàng để ở cạnh nhau hết. Ta không hỏi cửa hàng là một cô nương đeo một cái giỏ tre trên lưng, bán mấy đồ lặt vặt đó. Hôm qua cô ấy còn ở đây. Ta nhớ ra rồi, có một tiểu nương tử bán giải trộm túi tiền của người ta rồi bị khổ chủ bắt quả tang. Ông có biết cô ấy đi đâu hay không? Cái này, những người bày bán đồ nhỏ lẻ trên phố đều là người của phường dịch giải ngoài ô phía Tây. Hay là cậu đến đó hỏi xem. Đa tạ, đừng khách khí.
Hạo Đôn, sao hắn cũng ở Dân Châu này? Lạc Yên, Sài Nương Tử, Sài Nương Tử, cô xem, lại có người đến tìm Lạc Yên nữa kìa. Tiểu Lan Quân cũng đến tìm công chúa phải không? Sao cô biết cô ấy là... Vừa nãy có một vị Lan Quân đến chỗ của ta tìm công chúa Lạc Yên. Hôm qua công chúa Lạc Yên đã theo đội quân di dời về phía nam rồi. Quả nhiên Hạo Đô đến tìm Lạc Yên. Cô ấy vừa đi thôi, bây giờ Tiểu Lan Quân đuổi theo, nhất định sẽ đuổi kịp đó. Lạc Yên nhất định đã phải chịu đựng không ít khổ sở rồi. Ta tưởng rằng ta có thể gặp lại muội ấy, có thể trả lại cái này cho muội ấy chứ. Túi tiền này sao lại ở chỗ của cậu vậy? Tối qua Lạc Yên làm rơi cái túi tiền này, nó là của một người bằng hữu thân thiết nhất tặng cho cô ấy. Cô ấy đã khóc rất lâu, chúng tôi phải khuyên cô ấy cả nửa ngày đó. Tiểu Lan Quân sao vậy? Tiểu Lan Quân cậu đừng buồn, Lạc Yên ở chỗ chúng tôi cũng không phải là chuyện vất vả lắm đâu. Phải đó, phải đó, chúng tôi đều đối xử tốt với cô ấy. Cô ấy còn thêu thùa giúp chúng tôi nữa, kiếm được không ít tiền đó. Số lộ phí cô ấy đem theo khi đi cũng đủ để đến được Lạc Dương rồi. Cô ấy là công chúa, phúc lớn mệnh lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đúng vậy, đừng lo lắng nữa mà. Vậy thì tốt. Kiên trì thêm một chút nữa. Nào, đi theo, đi theo. Sao lại không có ai? Đi. Sao đến cả chuồng ngựa cũng trống không? A Chuẩn đâu? Sao lại chỉ có một mình Quynh ở đây? Bây giờ cô vào lều của Chuẩn, không cần thông báo trước phải không? Ta hỏi Quynh, Quynh ấy đang ở đâu? Đến nhà trướng rồi. Đến nhà trướng? Quynh tưởng ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Đến nhà trướng mà cần đem theo một nửa quân số và người như vậy hay sao? Mỗi lần đại khả hãn triệu kiến Quynh ấy đều đem theo nhiều người như vậy mà. Nhưng lợi bản tính đa nghi, sao có thể để Ân Sư đem theo nhiều người đi như vậy? Huống hồ đó đều là quân tinh nhuệ. Nói, có phải xảy ra chuyện gì rồi hay không? Không có, không xảy ra chuyện gì hết. Ta vừa sắp xếp chỗ này đó. Ta đã nói với cô rồi là không có chuyện gì mà. Người Trung Nguyên các cô có phải đều đa nghi như nhau hay không? Kinh Châu, Kinh Châu không phải đất của quân Thiên Kệ, của Lan Nghĩa sao? Nét vẽ trên tấm bản đồ này có ý nghĩa gì chứ? Không có ý nghĩa gì hết. Quân Thiên Kệ của Lan Nghĩa bại trận rồi. Quân Thiên Kệ của Lan Nghĩa sao có thể bại trận được? Trường ca, cô đừng nghĩ nhiều nữa. Quân Thiên Kệ của Lan Nghĩa bại trận, và cửa ngõ biên cương phía bắc sẽ mở ra. Lúc này A Tỷ Lạc Bộ sẽ dựng một đại quân tiến vào Trường An. Trường ca, cô muốn làm gì chứ? Trường ca, ta nghe nói cô từ Dân Châu trở về. Đoạn đao của Trường ca đâu? Di Di, Di Di, đêm lạnh, cô khoác thêm cái này vào. Xảy ra chuyện gì rồi? Chuẩn đặc cần biến mất, Trường ca cũng lén chạy ra ngoài. Họ đi đâu hết rồi? Chắc là chê cuộc sống ở Thảo Nguyên vất vả quá, nên những lúc Chuẩn không có ở đây đã chạy mất rồi. Trường ca không phải là loại người như vậy. Ta đùa thôi, cô cứ yên tâm đi. Với tính cách của cô ấy sẽ không bị thiệt khi ở bên ngoài đâu. Hơn nữa, ta cũng có thể đoán được cô ấy đi đâu. Ý của Quynh là gì?
Có lẽ cô ấy đuổi theo chuẩn rồi. Đều tại ta nhất thời sơ suất, quên không thu dọn những tấm bản đồ trong lều của chuẩn. Nói việc chính đi. Việc chính là nhà trướng truyền tin đến, lệnh cho chuẩn dẫn quân xuống phía nam. Xuống phía nam? Lại muốn công thành hay sao? Lần này không giống như vậy. Lan Nghĩa, tướng quân trấn thủ ở Kinh Châu tạo phản, bị quân Đại Đường đánh bại. Bây giờ Kinh Châu thất thủ rồi. Đại Cả Hãn muốn nhân lúc này dẫn quân xuống phía nam, đã vào đến trung tâm của Đại Đường rồi. Vậy không phải là thần Úc Trì Kính Đức tham kiến bệ hạ. Bình thân. Phòng công, Đỗ công, Úc Trì tướng quân, đưa quân báo ngày hôm nay cho Úc Trì tướng quân. Hiện nay A Thi Lạc Bộ đã xuống đến Kinh Châu, tấn công hai thành, đang tiến quân vào Cao Lăng. Có lẽ khoảng hai ngày nữa là tới. Vậy những quân ở các châu của chúng ta thì sao? Không kịp nữa. Hơn nữa Đại Đường ta mới lập quốc, có tổng cộng bao nhiêu binh mã? Úc Trì tướng quân đâu phải là không nắm rõ chứ. Hôm nay trẫm triệu các khanh đến là để thương lượng đối sách. Như các khanh thấy đấy, mục đích lần này của Diên Lợi là gì? Kinh Châu đã thất thủ, Cao Lăng cũng khó mà giữ được. Nếu cứ thuận theo thế đó thì hắn muốn đánh vào Trường An. Trường An là nòng cốt của Đại Đường ta, tuyệt đối không được để xảy ra chuyện gì. Nếu có thể chặn tấn công của A Thi Lạc Bộ ở Cao Lăng, hoặc có thể tranh thủ thời gian để đợi viện quân từ các châu đến. Bệ hạ, thần xin được đánh trận Cao Lăng. Không được. Nếu như mở cánh cửa rộng hơn nữa, bệ hạ muốn để trận quyết chiến diễn ra Kinh Châu, quân Di trước giờ vẫn giỏi cưỡi ngựa bắn cung, cách đánh trận trực tiếp, kỵ binh của chúng lại càng bất khả chiến bại. Kinh Châu được dây quanh bởi ba ngọn núi, địa thế phức tạp, có tấm bình phong thiên nhiên che chở, có thể lợi dụng ưu thế này để tránh sự tấn công của quân địch. Úc Trì Kính Đức, có thần trẫm lệnh cho khanh làm tổng quản hành quân đến Kinh Châu, dẫn theo 5 vạn quân xuất phát ngay hôm nay đến Kinh Châu, ngăn chặn đội quân của A Thi Lạc Bộ kéo dài tình thế chiến trận. Trận này chỉ được phép thắng, không được phép bại. Thần tuân chỉ. Chiến sự đã nổ ra, các quyền ở biên giới lại phải chịu cảnh khói lửa chiến tranh. Trước đây ta lệnh cho bách tính dùng biên cương di dời xuống phía nam, tiến triển đến đâu rồi? Bẩm bệ hạ, tin tức đã được truyền đi, trong vòng vài ngày đã có hàng trăm người lần lượt tập kết xuống phía nam. Trận đánh với A Thi Lạc Bộ lần này so với việc đánh thắng, trẫm thà rằng không đánh được. Đại Đường không chịu nổi sự tổn thất này đâu. Bá tánh càng không thể chịu đựng được thêm một lần nữa bị đầu độc bởi chiến tranh. Mọi người nghỉ ngơi một lát đi. Nghỉ một lát đi. Ông từ từ thôi. Ông từ từ thôi. Nào, uống chút nước đi. Cảm ơn mẹ. Còn nước không? Bánh của ta. Đứng lại. Cậu bé mau đứng lại. Cậu bé, đứng lại đó. Đứng lại. Ta bảo cậu, ta đã ăn mất bánh rồi. Đừng mơ ta sẽ nhả ra cho cô. Lại là ngươi. Lần trước ta có lòng tốt chỉ cho ngươi nửa cái bánh dừng, ngươi còn trộm tiền của ta nữa. Lần này lại trộm bánh của ta. Ngươi. Nè.
Ngươi ăn no chưa? Chưa no thì ta vẫn còn bánh đây. Ngươi, đầu óc ngươi có vấn đề hay sao? Phim được thuyết minh bởi Aramark Washi TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Ngươi biết hết rồi hay sao? Cái đồ lừa đảo. Ta không nói với ngươi là vì không muốn ngươi bị cuốn vào việc này. Tuy ta là nô lệ quân sư các người, nhưng mà ta vẫn là con dân của Đại Đường. Trong thân thể của ta vẫn chảy dòng máu của Đại Đường. Quên bảo ta làm sao đứng ngoài chuyện này. Ngươi vẫn luôn đi theo ta là vì muốn điều tra con đường hành quân của Ân Sư, sau đó truyền tin cho Đại Đường, có đúng không? Đúng. Bây giờ ta làm như vậy là trứng chọi đá. Cho dù ta ngăn được Ưng Sư thì vẫn sẽ có đội quân khác. Cho dù ta ngăn được lần này thì vẫn có lần sau. Nhưng mà nếu như Quân bảo ta khoanh tay đứng nhìn thì chi bằng Quân giết ta đi. Ta nói rồi, mạng của ngươi là của ta. A Thi Lạc Chuẩn, Ưng Sư đang sống yên ổn với Thảo Nguyên, Quân hà tất phải lội mình xuống dũng nước đục này? Chậm một chút, chậm trễ một chút nữa thôi, các người sẽ không phải chiến đấu với Đại Đường. Trừ Ưng Sư ra, lần này Đại Khả Hãn còn dùng đến 10 vạn binh. Ngươi không thể ngăn chặn được lần xuất binh này đâu. Tôi y xá, đưa hắn về Ưng Sư. Không phải thế này thì ngoan ngoãn quay về đi, đừng làm loạn ở đây nữa. Nếu như Quynh làm chuyện gì bất lợi cho Đại Đường, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho Quynh. A Thi Lạc Chuẩn, đừng ép ta. Một ngày nào đó phải chiến đấu với Huynh. Trói hắn ta lại đi, đưa về Ưng Sư. Tuân lệnh. Tiêu quân sư, xin lỗi nha. Đi thôi, đừng làm khó ta chứ. Đỗ Nhĩ Á La, truyền lệnh cho ta tăng tốc hành quân. Tuân lệnh. Đưa đây. Ta. Cái gì mà ngươi với ta? Có bản lĩnh thì đến mà lấy. Thật là, ta nói cho ngươi biết, sau này nếu có đồ ăn thì phải dâng cho ta trước, có nghe chưa? Thật là. Sức lực cãi nhau với ta lúc sáng đi đâu cả rồi? Ta thật vô dụng mà. Ngũ gia ta không phải là người không có nghĩa khí. Ngươi chỉ là một đứa trẻ thôi, sao cứ tỏ ra già dặn hỗn láo như vậy? Nói lại lần nữa, tiểu gia ta không phải là trẻ con, ít ra ta có thể giữ được đồ ăn trong tay của ta. Đâu như ngươi, cả ngày cứ co co cúm núm, không biết ngươi đang sợ cái gì nữa. Có kẻ bắt nạt ngươi thì ngươi hãy đánh lại đi. Ta không biết đánh người đâu. Cắn đá cào đập, đánh được là được.
Ngươi đi đâu? Lạc Dương. Còn ngươi? Ta không biết. Đi đến đâu tính đến đó. Vậy cha mẹ của ngươi đâu? Họ đã chết từ lâu rồi. Ta còn không nhớ nổi trong họ như thế nào, chết ở đâu nữa. Nè, sao vậy? Muốn đi theo tiểu gia ta hay sao? Ngươi vẫn chưa có đủ tư cách. Thơm thật đó. Này, ăn đi. Ngươi không vui à? Ta cũng không có vui đâu. Vì phải đưa ngươi về ứng sư mà ta không thể cùng chiến đấu với Đặc Cần. Chiến đấu là để bảo vệ, chứ không phải là để xâm lược. Tôi y xá. Hay là ngươi cởi trói cho ta đi. Ta cũng như người của ân sư các người vậy, phải bảo vệ người thân bằng hữu của ta chứ. Không được đâu. Ta đã hứa với chuẩn Đặc Cần là nhất định phải đưa người về ân sư rồi. Ngươi đừng có cố chấp như vậy nữa. Ngươi nghe ta nói hết đã. Nếu ngươi thả ta ra, ngươi có thể quay về nói với Quỳnh ấy. Là đi được nửa đường thì ta bỏ chạy. Ngươi không trông chừng được ta, Quỳnh ấy cũng không trách tội ngươi đâu. Tôi y xá. Tôi y xá. Ngươi nghĩ kỹ mà coi. Ta không nghe. Ngươi là kẻ rất lẻo mép. Tôi y xá. Không nghe. Không nghe. Ngươi lại gần đây. Không nghe. Không nghe. Không nghe. Ngươi bỏ tay xuống đi. Tôi y xá. Ta đói rồi. Ta đói rồi. Nè, ăn đi. Ngươi đưa như vậy, ta làm sao mà ăn được? Cởi rối giúp ta đi. Ta tự cầm để ăn. Vậy không có được đâu. Ta mà cởi trói cho ngươi thì ngươi chắc chắn sẽ chạy mất. Ngươi coi ta là kẻ ngốc hả? Vậy ta đói thì phải làm sao? Vậy ta xé thịt đút cho ngươi ăn. Dù sao thì những lời qua Mỹ mà ngươi nói ta nghe cũng không hiểu. Vậy nên ngươi đừng có ở đây phí lời với ta nữa. Ta chỉ biết nghe theo chuẩn Đặc Cần là không sai. Mau ăn đi. Ăn xong thì nghỉ ngơi sớm. Ngày mai chúng ta còn phải vội lên đường. Xin lỗi tôi y xá. Ta nhất định phải quay lại xem sao. Bệ hạ. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Ân sư của A Di Lặc Bộ giỏi binh pháp, ưu đồ phân tán binh lực của Úc Trì từng chút một. Ân sư này đến là không có ý đồ gì tốt đẹp. Chúng đã đánh cho quân của Úc Trì vô cùng kiệt sức, tan tác. Quân chủ lực nhân cơ hội này vượt qua Kinh Dương, khoảng chiều tối nay có thể đến được Dị Thủy. Nghe danh ưng sư xuất chúng đã lâu, thật không ngờ lại thiện chiến như vậy. Chẳng trách Khả Hãn Viên Lợi là ý thế làm càng như vậy. Còn phải sứ giả Thạch Tân Tư Lực cầu kiến. Văn thư đã được đưa đến đây rồi, người đang đợi ở ngoài kia. Lúc này rồi mà còn người đến cầu kiến, chẳng lẽ còn muốn đàm phán gì hay sao? Hắn đến là để dò la xem thực hư ở Trường An như thế nào thôi. Không biết bệ hạ đã trả lời sứ giả như thế nào chứ. Bắt lấy hắn. Lạ thật, vì sao quân Đường không lập hàng phòng tuyến ở Dị Thủy? Nơi này cách Trường An chưa đến 40 dặm. Cho dù Lý Thế Dân có là đứa trẻ lên ba cũng biết xin tha, biết giữ mạng. Ta thấy hắn đã bỏ thành mà chạy, định không đánh mà hàng rồi. Vậy chi bằng chúng ta tăng tốc hành quân, nhân lúc đại đường chưa kịp chuẩn bị, quả tốc qua sông. Như vậy ngày mai chúng ta có thể đóng doanh ở Trường An. A Chuẩn, con thấy thế nào chứ?
Lần hành quân này của bộ ta không cần phải gấp gáp trong lúc này đâu, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Báo, báo. Bẩm Khả Hãn, người hoang mang gì chứ? Sao lại chỉ có một mình ngươi quay lại đây? Có chuyện gì? Thúc Hãn, Thúc Hãn, Thạch Tân Tư Lực bị quân Đại Đường giam giữ rồi. Cái gì? Bọn chúng đúng là đang tìm cái chết. Hôm nay không chiếm được thành Trường An thì thể diện của A Tư Lực bộ ta để ở đâu? Hai quân giao chiến, kẻ đến đây chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Lý Đường đang giam giữ Thạch Tân Tư Lực, chắc chắn là có ý đồ gì đó. Xin Phụ Hãn hãy suy nghĩ kỹ. Truyền lệnh của ta, đại quân dừng lại, đóng doanh tại chỗ. Tuân lệnh. Dừng tiến quân, đóng doanh tại chỗ. Thúc Hãn, vì sao lại dừng lại? Có âm mưu. Phương Nghĩa, tại sao hắn lại ở đây? Đại quân đã tiến đến đây. Trên đường đi đã tiêu tốn rất nhiều sức lực tiền của, chẳng lẽ chúng ta phải rút lui hay sao? Phụ Hãn, hiện nay chúng ta chưa rõ quân số của Đại Đường, nếu bạo muội tấn công e là không ổn đâu. Ta đồng ý. Giáo nguyện thay Thúc Hãn dẫn quân trận này, đó không chừng có thể chiến thắng, đánh bại quân Đường. Chỉ dựa vào Lang Sư thì không được đâu. Ai chuẩn, con cũng đi đi. Lập tức điều động binh mã tập kích doanh trại của quân Đường trong đêm. Ta phải xem quân Đường lợi hại đến mức nào. Tuân lệnh. Lúc này có lẽ Trường Ca đã về đến Ân Sư rồi. Đặc cần, tôi Y Xá. Sao ngươi lại ở đây? Ta đã làm hỏng việc rồi. Trường Ca sao rồi? Hắn không sao, nhưng ta bất cẩn nên trúng gian kế của hắn. Mới đi được nửa đường, ta đã bắt bẫy của hắn, để hắn chạy thoát rồi. Thôi đi. Tôi Y Xá, ngươi đi chuẩn bị đi, theo ta ra trận. Tuân lệnh. Nếu như Quynh làm chuyện gì bất lợi với Đại Đường, ta sẽ không tha thứ cho Quynh đâu. A Thi Lạc Chuẩn, đừng ép ta. Một ngày nào đó phải chiến đấu với Quynh. Là kẻ nào? Quận chúa Vĩnh Ninh. Trường Ca, thật sự là con hay sao? Phương Nghĩa, đưa nó vào trong lều đi.
Bệ hạ. Phương Nghĩa. Phương Nghĩa. Ngươi lui ra đi. Tuân lệnh. Hạo Đô truyền tin rằng con đã bị giết ở Thảo Nguyên. Thế nên bây giờ ta vẫn còn sống mà đứng trước mặt của người. Người thất vọng lắm đúng hay không? Từ khi con chạy trốn khỏi Trường An, ta vẫn luôn nghĩ đủ mọi cách để tìm tung tích của con. Con không biết, con không biết nhị thúc lo lắng cho con thế nào đâu. Lo lắng ta làm mưa làm gió bên ngoài, cản trở đến việc người ngồi lên ngai vàng hay sao? Thế nên muốn tìm ra ta để diệt trừ hậu quả. Ta đã từng lo lắng rằng con sẽ gây ra những chuyện tổn thất cho đại đường. Ngày nào ta cũng chờ đợi tin tức rằng đã tìm thấy con. Nhưng ta lại sợ rằng ta phải nghe thấy tin dữ. Khi Hạo Đô truyền tin về kinh rằng con đã hy sinh để giải nguy cho Sóc Châu, con có biết? Được, con còn sống là tốt. Trường ca, trong trận chiến ở Sóc Châu, con đã phải chịu khổ rồi. Thứ người muốn, ta đã trả lại cho người. Bớt giả tạo đi. So với thứ sự công tôn, so với bách tính Sóc Châu, ta chịu chút khổ sở đó có đáng gì chứ? Ngược lại là người trốn trong cung ở Trường An, sống an nhàn sung sướng. Nỗi khổ của họ, người biết được bao nhiêu? Nghe tin con và công tôn Hằng hy sinh, còn có biết rằng không đêm nào ta chẳng mắc nổi hay không? Vậy vì sao người lại từ bỏ Sóc Châu? Vì sao hả? Ta chưa bao giờ từ bỏ mỗi tấc đất, mỗi người dân của đại đường. Nhưng Sóc Châu bị cô lập nơi biên giới, lại bị chiếm cùng với Đới Châu. Tin tức Sóc Châu thất thủ không được truyền ra ngoài. Khi ta biết được tin này thì đã muộn rồi. Nếu người sớm biết Sóc Châu bị bao vây, người cũng sẽ không dùng hết binh lực đi cứu viện. Dù sao thì trong mắt của người, Sóc Châu chỉ là mảnh đất biên giới. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Còn nói không sai. Cho dù ta biết Sóc Châu bị bao vây, ta cũng không thể điều quá nhiều binh lực đến cứu viện được. Người vẫn máu lạnh vô tình như vậy. Ta từng dạy con đạo lý tấn công khi mạnh khi yếu, con còn nhớ không? Khi lực lượng không cho phép thì phải giữ binh để bảo toàn lực lượng. Hiện giờ đại đường ta vừa khai quốc, binh lực vô cùng non kém. Dương Lợi nhằm vào điểm yếu này, chia binh ra nhiều ngã để cắn xé biên giới. Đợi quân ta không chống cự nổi, hắn sẽ nhân lúc quân ta suy yếu mà tấn công. Tuy ta chưa trúng kế của hắn, nhưng mà không ngờ quân Thiên Kệ Kinh Châu tạo phản bị đánh bại, bị hắn đánh vào điểm yếu này. Người đang nói linh tinh gì với ta? Hiện nay lực lượng quân đường hùng hậu hơn A Thi Lạc Bộ rất nhiều, chiếm thế thượng phong. Người còn nói với ta là phải bảo toàn lực lượng. Sao có thể chứ? Vì sao binh lực hai bên lại chênh lệch như vậy hả? Số binh mã còn lại ở Trường An chỉ có hơn 4 vạn quân. Hiện nay lực lượng đã bị rải mỏng, cho hàng phòng ngự ở Dị Thủy. Các doanh trại phía sau nhìn có vẻ vô tận, nhưng thực ra đều trống rỗng, không thể dựa vào thành Trường An được. Đại quân là giả, lấy mạnh đánh yếu cũng là giả. Người đang dùng kế không thành. Trước mắt xem ra A Thi Lạc Bộ tạm thời đã bị dọa sợ rồi. Người điên rồi. Một khi binh sĩ biết được phía sau không có viện quân, lòng quân dao động, hậu quả không thể lường được. Sao người có thể? Thế nên ta phải ở lại đây. Khi cần thiết, ta sẽ để lộ thân phận của mình để ổn định lòng quân. Nhưng chỉ dựa vào chút binh lực này, làm sao có thể chống lại A Thi Lạc Bộ chứ? Phải làm sao mới có thể bảo vệ đại đường? Trường ca, ta đã dạy con một câu. Biết là không thể, nhưng vẫn làm. Cho dù có ngàn vạn quân trước mắt, vẫn tiến lên. Tấn công ban đêm. Tấn công ban đêm. Bệ hạ, A Thi Lạc Bộ đột nhiên đánh đến đây. Bệ hạ, muội vẫn còn sống.
Thúc Ngọc, Khanh đến đúng lúc lắm. Lập tức hộ tống Trường Ca rời khỏi đây. Phương Nghĩa, chuẩn bị ngựa đi. Bệ hạ, thần đã chuẩn bị ngựa rồi. Thần lập tức hộ tống bệ hạ rời khỏi đây. Không, theo ta ra trận, nghênh chiến với kỵ binh của A Thi Lặc. Người muốn đích thân ra trận hay sao? Truyền lệnh cho ba quân, dâng cao ngọn cờ rồng và thắp đuốc, phải cho người A Thi Lặc biết là trẫm thân chinh. Tuân lệnh. Nếu như hoàng đế Đại Đường bị bắt trong trận chiến, vậy thì Đại Đường sẽ bị diệt vong. Đây là trận chiến quyết định thắng bại tồn vong. Nếu quân Đường chỉ chăm chăm phòng thủ thì sẽ để lộ thực hư ngay. Trẫm nhất định phải ra trận mới có thể khiến A Thi Lặc bộ tin rằng quân Đường chắc chắn sẽ thắng. Yên tâm đi, nhị thúc rất may mắn. Thúc Ngọc, nhất định phải đưa Trường Ca đến nơi an toàn. Tuân lệnh. Bệ hạ, người không được làm như vậy. Người không thể làm như vậy được. Trong lúc này, hai khanh lại đồng lòng như vậy. Bỏ tay ra. Bệ hạ, tình thế trước mắt chưa thể khống chế được. Xin bệ hạ suy nghĩ lại mà tìm kế khác. Trẫm là quân vương của Đại Đường, cũng là bách tính của Đại Đường. Bảo vệ nước nhà là trách nhiệm mà trẫm có chết cũng phải làm đến cùng. Lần này tình hình chiến trận nguy cấp, trẫm phải đích thân lâm trận mới có thể thể hiện quân quy, chấn hưng sĩ khí, giảm thiểu thương vong. Trẫm đã rong ruổi trên lưng ngựa nửa cuộc đời, chưa bao giờ sợ hãi chiến trận. Nay quân của Diên Lợi đã tiến sâu vào đến đây, ắt sẽ phải sợ hãi. Thấy trẫm ra trận, hắn sẽ càng hoảng sợ, đánh cho bọn chúng phải lui quân là điều dễ dàng. Các khanh hãy đợi mà xem. Buông tay. Bệ hạ, bệ hạ cẩn thận. Buông tay ra, Ngụy Thúc Ngọc. Bất kể thế nào, ta cũng không để cho muội biến mất. Ngươi tưởng ngươi có thể nhốt ta được hay sao? Có phải là dùng hết sức ta cũng phải thử? Ta không thể để muội gặp nguy hiểm nữa. Ngươi thật nực cười. Từ đầu đến cuối, ngươi đẩy ta vào nguy hiểm là ai? Ngươi thật sự không thay đổi chút nào cả. Ngươi vẫn là vị công tử, luôn cho mình là nhất như trước. Ta biết, cho dù ta nói gì, muội cũng không tin.
Nhưng ngày hôm nay muội đã gặp bệ hạ rồi, muội đã biết người không hề muốn giết muội. Tất cả vẫn còn kịp mà. Theo ta về Trường An đi. Đủ rồi. Từ ngày Đông Cung của ta bị thảm sát, tất cả đã không thể quay về như cũ nữa rồi. Chúng ta cũng không còn như trước nữa. Có những điều không cần phải nói ra. Ta không cần sự chăm sóc của ngươi. Trước đây là như vậy, bây giờ cũng như vậy thôi. Trường ca, bên ngoài đang giao chiến, muội muốn đi đâu? Việc của ta không liên quan đến ngươi, tránh ra. Đi. Khả Hãn, mau nhìn xem, đó là Lý Thế Dân, hoàng đế Đại Đường đích thân lâm trận. Chuyện này thật kỳ lạ quá. Trừ khi Đại Đường tất thắng. Khả Hãn từ xa tới đây mà không đi tiếp nữa hay sao? Lý Thế Dân, ngươi đừng ức hiếp người quá đáng. Rốt cuộc là kẻ nào đang ức hiếp người quá đáng? Năm đó A Tư Lạc Bộ đã hứa với Đại Đường ta sẽ là huynh đệ, nhưng Khả Hãn lại phản bội lại tín nghĩa, dẫn quân đánh vào Đại Đường. Chẳng lẽ các người đối với huynh đệ của mình như vậy sao? Trẫm đích thân ra trận là để nói với Khả Hãn rằng trẫm không tham chiến, nhưng cũng không hề sợ hãi. Mấy mươi vạn sinh mệnh đều tập hợp ở hai bên bờ dị thủy, chẳng không muốn phải tận mắt nhìn thấy máu của dũng sĩ hai quân nhuộm đỏ cả sông dị thủy, càng không muốn nhìn thấy trai tráng của Thảo Nguyên phải chôn thân nơi tha hương dị quốc. Trai tráng trên Thảo Nguyên ta chiến đấu vì tín ngưỡng, không sợ cái chết. Nếu Khả Hãn vẫn cố chấp muốn khiêu chiến, về đêm nay quân ta sẽ chiến đấu không lùi bước bên bờ sông dị thủy.